cào nó thiệt điện quá. Dạ. Động nó đi hết. Hồi tôi còn theo cha tôi khoảng tôi 20 mấy đó. Ừ. Nhiều lắm. Anh có canh được khi nào thủy triều lên, khi nào thủy triều xuống không? Canh á, chiều nay cỡ 7 giờ tối nay nước rồng. À. Là 7 giờ tối nay mình bắt tiếp tục mình đi dăng. Ồ. Oh. Khi mà cái lượng nước mà nó lên cao, thủy triều nó lên á, thì bây giờ cái mông này không thể nào trượt được nữa. À, mình với lại anh cò sẽ lội bộ, lội nước. Ôi dính hả? Ôi mới thả mà dính rồi. Ôi quên em lấy cái ấy chứ. Cái này là văng sập mé không có lấy đồ theo được. Sao hả? Mình cầm nó dính qua dính lại là cuốn về nhà luôn. Ừ. Mình cái đối. Ôi. Sống nhăn đấy. Ừ. Thôi biển dễ sống mà. Bây giờ tôi cuốn lưới nè đi theo. Rồi. Ừ. Nãy anh mới thả chừng khoảng chừng 5 phút à. Ừ. Giờ mình phải kéo lên. Đó, con nữa đó. Hai con rồi, đủ kho rồi. Ba đó. Ba con. Ôi ơi. Anh mới thả chừng 5 phút vậy. Cá này làm gì là ngon nhất anh? Tùy theo mình làm canh chua cũng được. À. Nướng cũng được, chiên cũng được. Dạ, này là mình nướng là hết sảy ha. Hồi đó giờ anh đâu biết Sóc Trăng là có biển, ngoài cái biển Vĩnh Châu ra. Ở đây cũng trần đời này cũng có biển. Biển hết, biển trong quanh thế giới mà. Đó, biển là bao bọc mình luôn mà. Một con nữa, bốn con, cá đối hết hả? Đối. Hả? Còn sống nhanh đó. Chạy rồi. Chạy con nữa đó. Là chiều nay đủ kho tiêu cho gia đình ăn rồi. Ơ, quánh là quánh vậy đó, quánh đón nước lớn á, nó cá nó vô bờ. À, tấp vô ha. Nó tấp vô, đón trước nó mới được. Để mình không đón trước nó vô. Hết. Nếu như mình nói vô cạn thì sao ta? Vô cạn thì tới chừng nước giật rồng nó trở ra. À. Thêm lần nữa. Ừ. Vậy là ngày mình dâng mấy cử nước? Cử, hai cử. Nếu mình thấy đuối quá mình dâng một cử. Đi. 5 con. Tay này dài mấy mét anh? Đằng trước hình như có con phải không? 100 mét. 100 mét hả? Ừ. Anh có canh được khi nào thủy triều lên, khi nào thủy triều xuống không? Canh á, chiều nay cỡ 7 giờ tối nay nước rồng. À. Là 7 giờ tối nay mình bắt tiếp tục mình đi dăng. Ồ. Oh. Cá này bây giờ là bao nhiêu tiền một ký? Này bán lẻ ký được 40.000. Ờ. À. Em thấy có cái quán đằng kia kìa, nó có nướng cho mình không? Chắc mướn người ta nướng hết á. Dạ hả? Người ta nướng cho mình luôn à. Cái này là gọi là cái chét. Cái gì ạ? Cái chét. Cái này ăn ngon không? Cũng ngon. Mà nó thằng này to lắm ạ. Tại nó dính lưới rồi nó mau chết lắm. Ừ. Này có mười mấy hai chục ký á. Biển ở miền Tây á, và đặc biệt là Kiên Giang thì và tiền Bến Tre thì đây, hoặc là Sóc Trăng này thì đây là biển mang phù sa. Ừ. Nên là nữ là biển nó đục không thể nào tắm được. Ừ. Mà cũng đôi lúc ở đây nó cũng đẹp lắm, tùy theo cái phù sa biển động thì nó đục. À. Rồi, nhiều lúc biển im lại thì nước trong sạch đẹp nữa. Ừ. Hai anh em là trượt mông may ghê á, nước nó lượn nhanh lắm. À. Còn mông này chỉ ra chợ được có sình bùng lầy thôi mới đi được, còn nước đi đâu có được. À. Rồi cát nó cũng không đi nữa, nó hít. Cái gì đó.
Cá chẽm hả? Cá chét. Cá chét. Lát nữa em mua hết luôn. Đây là đi quýnh biển nè, đó, thành thế luôn, cá còn sống nhăn. Dậy bạch bạch. Vui quá. Giờ mình cứ cuốn đi tiếp nè. Đó, bây giờ gần thân hết tay rồi đó. Còn mấy con kia đó hả? Còn khúc nó hết rồi đó. Chết con. Rồi ngoài kia, cái lưới ngoài kia đó, lưới cảng ngoài kia đó. Lưới văng ngâm vậy đó, người sáng thâm. Sáng rỡ rác. Thâm mình nào dính thì rỡ, không dính thì thôi. Dạ. Thì sáng thì được thì con. Đôi lúc tháng mấy kia cũng để kiếm tiền cà phê vậy đó. Có thể dính hàng ngày cũng êm. Con cũng 500-600 triệu. Rồi đôi lúc không có nữa. Quýnh một năm mà được 2-3 con là dữ lắm à. Bùi Hồ á thì cách Sóc Trăng này khoảng hơn 200 cây. Và đến đây thời điểm này cũng gần 4 giờ chiều. Chính lại hả? Ôi. Thì cùng có dịp về đây để tìm gặp anh Cò là một ngư dân bám biển. Con nói thả đi ha. Nhỏ. Cá nó dậy bạch bạch đi. Rồi mình đến đây là hết. Rồi hết dở lên. Hết vẫn còn dính. Rồi dính ngay cái đầu. Đầu lưới luôn. Ờ lưới này là mình không có cây cầm hả? Không. Vậy coi. Mình nhắn dưới sình thôi. À. Đừng có cho nó xe lưới. Rồi đi lên. Nhiêu đó mình thấy mình đủ rồi đấy. Hấp dẫn rồi. Nước bữa nay lên tới trên bằng trên luôn á. Cao lắm á, quýnh tới muốn gần tới cái cầu đó đó. Cầu dưới cây nó dưới vinh luôn rồi. Kể chuyện gì về biển cho em nghe được không? Biển này cũng có kể thì cũng có mà đôi lúc mà nó không gặp, rồi đôi lúc gặp cá này cá kia nó bự bự nó trôi lên vậy đó. À. Nó đi nó lội không nổi gì dưới không nổi nó cặn lại. À. Nó ngược rồi đó. Ừ. Anh gặp luôn hả? Có gặp hoài à. Mà mấy năm nay thấy ít gặp quá. Tạm như nó về nước đại dương dưới hết rồi. Nó cào rồi nó thiệt điện quá. Dạ. Nó động nó đi hết. Hồi tôi còn theo cha tôi khoảng tôi 20 mấy đó. Ừ. Nhiều lắm. Có nược nó cũng cái đầu chọc lóc có cặp vú cặp đồ cũng như con hình tượng cũng như con người ta vậy. Ờ. Cá nược biển. Nược biển, nược bạc khác nữa, nược bạc bạc là nó trắng. Cái nược bình thì nó đen. Mấy năm trước cũng có ông rồi nó trôi lên rồi chết ngoài chùa người ta đem lên cho bên Bạc Liêu đó. Không biết là camera của bác của anh chị có thấy rõ không? Tại vì đi nước này nó văng lên đó. Hả? Biển là một cái nguồn hải sản vô tận mà phải không? Biển bữa nay có cá. Còn mình đi văng lưới mà không thấy cá nào ụt hết trơn là không có. Rồi nó đựng văng dơ lưới nó không lắm. Đủ ăn. Anh sau này có dự định là truyền nghề biển cho con mình không? Phải chắc con gái không mà phải chắc định cho chắc không đó. Bởi vì con gái là chắc không có bám được cái nghề biển này. Nếu mà có con trai á. Ơ cá nó ụt. Ở đây nữa nè. Cặp cái này tại cò dở lên cho nhanh đó, chứ nếu mà ngâm một chút nữa tập tặng 2 kg á. Ờ. Tại mình bánh mình dở lên cho nó nhanh, sợ nó lưới nó chịu không nổi, nó cao quá nó chạy mạnh lắm. Đức. Vừa mình cuốn à.
chỉ mới hơn 15 phút thôi mà thủy triều dâng lên ngang ngang cái lưng quần của mình nè. Cái áo này là của anh cò. Bây giờ mệt trời. Đi biển mà không có mông gì đó mà dưới nước mà mình phải lội vậy đó là mệt đó. Dạ. Đi đâu? Đi vậy đó. Mông là nó thay cho cái chiếc xuồng của mình. Thay là nó đi để dành để đi cạn. Còn xuồng để dành đi nước. Ra ngoài này mà có ai ra ngoài này mà nhậu là bá cháy rồi. Ừ, có người dân số người ra ngồi nhậu chơi hoài à. Và kè này là nhà nước đổ hả? Ờ, nhà nước. Mình muốn bán thì mình đấu thầu. Đấu được cao thì mình được bán. Rồi kết thúc một cái chuyến hành trình cùng với anh cò. Ôi trời. Này con anh hả? Con á. Này nè. Con trai nè. Ừ. Con gái á. Con gái hả? Ừ. Con gái gan trai vậy? Ừ. Tại dài quá rồi, cái nó gọn gọn rồi, cái nó bảy. Mệt không anh? Mệt á. Mà mình quen rồi cũng ít mệt hơn người không quen. Mình đã quen á thì nó lâu mệt hơn người không quen á. Như anh không quen đó là anh nội lội chú là thấy anh hơi mệt hơn tôi rồi đó. Bởi vì tôi hơi quen rồi cái gì nó cũng mệt. Chứ không phải không mệt. Máy chạy còn nóng mà. Dăng chưa đầy 15 phút. Ừ, Phương. Gịch lên cái cha đó. Đây em gịch cho. Ừ, cho phải vừa lượt. Chị là vợ anh cò hả? Ủa? Đâu không phải, này là con mà, con cò mà. Tắm rồi. Dân lúc nãy Ly bắt con cá sao bóng sao nè. Bây giờ nó lớn lên để bữa lưới luôn. Dạ. Muốn được cá ăn là phải chơi nhiệt tình á. Một là dính sình, hai là xuống nước chứ không phải muốn bắt cá ăn là chuyện dễ. Tính ra thì ở biển dễ sống nha. Cái ngày mà dính nhiều nhất văng lưới như thế này là khoảng bao nhiêu con? Hồi sáng tôi đi qua hồ bãi được 25 kg. Cái đuối 25 kg cái đó hả? Anh còn để nhà hay bán rồi? Bán rồi à. Lên là người ta cân liền à. Ừ. Có mối á. Ừ. Chứ mình đi bán lẻ là nó chậm, nó sợ nó cá nó bị ương. Mỗi ký là anh bán bao nhiêu tiền? Được 40 ngàn. Ừ. Rồi lỗ tai anh còn đất kìa. Vì tắm lại. Vì tắm lại. Còn bây giờ cái này mình nước bùng không ngờ, cái này mình tắm sơ thôi. Dạ. Để vì mình còn tắm nước ngọt rồi còn đi gọi đầu xà bông rồi nó sạch sẽ lại. Nếu như mà cô bác quý anh chị hoặc là bạn bè nào có có rủ anh đi nữa, anh có đi không? Đi á thì anh cò cũng có từng ở đây là khu du lịch mỏ, thật là đây gọi là chữ T mà, như là bà con nào thích muốn đạp mông thì kêu gọi anh cò rồi anh cò sẽ hướng dẫn cho đi đạp, rồi đạp đi chơi vòng vòng, rồi anh cò sẽ phải thuê anh cò đạp đi như này chơi du lịch đó, người ta cho biết người ta, như người ta coi gừng này nọ đó, người ta đi đây đó rồi người ta thuê anh cò sẽ chở đi cũng như là mình đi một cái du lịch vậy thôi. Rồi bà con người ta thích người ta cứ đi chơi gì đó, người ta kêu mình đi rồi người ta trả tiền cho mình đó, mình chở người ta đi tham quan, hoặc khi người Tây hoặc khi người bên Mỹ nước ngoài nó cũng vậy. Thì anh cò ở đây cũng sẵn sàng có cái mông cũng chở mấy anh em để đi thăm du lịch, để tham quan cái khu rừng ngập mặn này để cho nó có chất lượng hay có đảm bảo để cho rừng ngập mặn này hay không. Có muốn nói là nào gửi đến khán giả kênh em không? Tôi muốn sẽ gửi lại khán giả để được xem tôi để giải trình rồi để tìm hiểu cái những cái làm ăn của tôi, phong cách của tôi, thì bà con được ủng hộ được nhiều, tôi cũng rất cảm ơn của mấy bạn và mấy chú mấy bác. Chắc chút xíu nữa thì sau này em sẽ đóng cửa đây rồi sẽ về nhà anh một chuyến nha. Rồi.